Việc phát triển hệ thống tàu điện ngầm như là một giải pháp cho tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm trọng tại các đô thị là một điều đã rõ. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh chưa được hoàn thiện, người dân thì đã quen di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, thì khá nhiều ý kiến tỏ ra e ngại rằng metro liệu có vận hành được hoàn thiện như ở các nước phát triển và liệu có đủ sức hấp dẫn khi mà đa số người dân đều quen sử dụng phương tiện cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh với dân số hơn 10 triệu người đang xuất hiện ngày càng nhiều phương tiện giao thông cá nhân, được xem là nguyên nhân gia tăng ùn tắc và tai nạn giao thông. Ước tính thành phố hiện có khoảng 6,5 triệu xe gắn máy và 550.000 xe ô tô các loại. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cũng là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Đi kèm với tốc độ phát triển kinh tế là những nguy cơ và thách thức đối với giao thông vận tải chưa đáp ứng tương xứng hiện nay và trong tương lai. Vì vậy, việc phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững với nền tảng là các phương thức vận tải hành khách công cộng hiện đại hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, của các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Chính phủ đã có quy định về quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo đó, xây dựng mạng lưới giao thông đô thị gồm 8 tuyến tàu điện ngầm, 3 tuyến xe điện mặt đất và 6 tuyến xe buýt nhanh. Trong đó, đặc biệt ưu tiên phát triển tàu điện ngầm vốn sở hữu những tính năng ưu việt. Nên ưu tiên phát triển là bánh sắt, bởi vì bánh sắt có cái khối lượng vận tải rất lớn, không gây ô nhiễm môi trường. Còn xe buýt nhanh thì tự nhiên để cho một cái xe buýt chạy trong thành phố với tốc độ lớn chắc cũng khó, bởi vì nó còn đèn xanh đèn đỏ giữa các tuyến phố chứ anh có thể chạy riêng được đâu. Hiện nay, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang trong giai đoạn thi công, được kỳ vọng là khi đi vào hoạt động thì sẽ làm giảm đáng kể tình trạng kẹt xe tại thành phố. Tuy nhiên, hạ tầng của thành phố còn chưa hoàn thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực thoát nước. Nhiều người lo ngại rằng chỉ cần một cơn mưa lớn là đủ khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Điều này liệu có gây trở ngại đối với việc phát triển mạng lưới giao thông ngầm hay không? Theo đại diện của công ty Alstom, chuyên cung cấp các thiết bị và dịch vụ về đường sắt của Pháp, thì vấn đề kỹ thuật hoàn toàn không có gì đáng ngại. Cái hệ thống ngầm ở dưới nước thì hiện nay về mặt kỹ thuật ấy, là có rất nhiều phương án để giải quyết, là kể cả mưa rất to cũng không bao giờ ngập lụt cả. Phải có cái bọc và hệ thống thoát nước đi kèm. Chứ không phải là mình dùng một cái hệ thống thoát nước bình thường sinh hoạt như bình thường hiện nay, mà bao giờ là trong metro, nhất là cái ngầm thì cũng phải dự kiến trước những cái trường hợp là có thể cả thành phố sẽ gây mưa lớn mà ngập rất to thì người ta vẫn có cái hệ thống bơm được. Ông Dũng cũng cho biết thêm tình trạng ngập lụt không phải là hiếm ở nhiều thành phố trên thế giới, nhưng tất cả đều xử lý được bằng cái giải pháp kỹ thuật. Còn cái việc là ngập lụt hay không thì nhiều thành phố trên thế giới người ta cũng có đường ngầm, kể cả Amsterdam nằm thấp dưới mặt nước biển cũng có tuyến ngầm, tất cả những cái đấy giải pháp kỹ thuật đều có. Theo các chuyên gia, một vấn đề lớn hơn nhiều trong bài toán giao thông đô thị đó là làm sao để người dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân để chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Thậm chí đại diện công ty quản lý giao thông đô thị Paris còn nhận định rằng đây là thách thức lớn nhất tại Việt Nam. Tôi cho rằng thách thức lớn nhất ở Việt Nam là làm sao để tất cả những hệ thống này kết nối được với nhau, để hành khách cảm thấy thuận tiện khi sử dụng, từ đó sẵn sàng bỏ phương tiện cá nhân và chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Mình đi lại giữa hai nơi, mình cảm thấy là phương tiện cá nhân sẽ bị tắc, thì lúc đấy là tự mọi người sẽ từ bỏ cái phương tiện cá nhân. Nhưng mà với muốn người ta bỏ phương tiện cá nhân thì anh phải đủ có mạng lưới, không thể một ngày một, ngày hai mà làm đầy đủ trên thành phố có 10 tuyến metro để cho đi từ đường này đến kia. Và không thể ra mệnh lệnh chính là trong cái phố này anh chỉ có thể đi được bằng metro, không được đi bằng phương tiện khác. Còn muốn làm được cái việc ấy thì phải có phương tiện cho người ta sẽ đi. Và thành phố chắc chắn trong lúc đầu phải chấp nhận là có thể có một số chính sách ưu đãi để cho cái vé, chẳng hạn như vé đi lại người ta cảm thấy thấp hơn là một người ta đi lại bằng phương tiện khác. Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức giao thông tại Paris, ông Thierry Mocchio tin tưởng rằng phương tiện công cộng hoàn toàn là giải pháp khả thi cho bài toán giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần có một mạng lưới thuận tiện và một chính sách phù hợp. Rất nhiều người dân Paris đã bỏ xe cá nhân đi dùng phương tiện công cộng. Tôi nghĩ là trong giai đoạn đầu tiên, cần thiết nhất là tổ chức lại các tuyến xe buýt để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận các bến tàu điện ngầm và xe buýt nhanh. Bởi vì muốn có một mạng lưới giao thông vận hành hiệu quả thì trước tiên hành khách phải tiếp cận được nó đã. Bên cạnh đó, rất cần có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, kể cả giảm giá vé hay thậm chí là miễn phí. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của hội nhập sâu rộng. Việc phát triển một hệ thống giao thông công cộng an toàn, hiệu quả, theo các chuyên gia, sẽ góp phần đáng kể vào việc thay đổi diện mạo của thành phố, thu hút thêm nhiều du khách cũng như các nhà đầu tư trong tương lai.